Nehemi đoạn 10 Này là tên các người có đóng dấu mình trong giao ước ấy. Nehemi làm quan tổng trắng là con trai của Hakalia và Sedekia, Seraya, Asaria, Yehemi, Fasura, Amaria, Mankia, Hatup, Sebania, Maluk, Harim, Meremot, Abdia, Daniel, Ginethon, Baruch, Mesulam, Abia, Miyamin, Maasia, Bengai, Shemaya. Ấy là những thầy tế lễ. Những người Lê Vi là Yeshua, con trai của Asania, Binui, con trai của Henadak, các miên, và các anh em của họ. Semania, Hodia, Kelita, Belaya, Hanan, Miche, Rehob, Hasabir, Sakur, Seremia, Shebania, Honia, Bani và Beninu. Các quan trưởng của dân sự là Pharos, Fabamoab, Elam, Sato, Bani, Buni, Agat, Bebai, Adonia, Biết -vai, Adin, Ate, Ezechia, Asura, Hodia, Hasum, Besai, Harib, Anatot, Nibai, Magbiat, Mesulam Hesia Meshe, Sabien Sadok Yadua Felatia Hanan Anaya Ose Hanania Hasup, Halohet Bila Sobek Rehum Hasapna Maaseya Ahiya Hanan Anan Maluk Harim và Abana. Còn dân sự còn sót lại những thầy tế lễ người lê vi kẻ canh giữ cửa kẻ ca hát người nê thi niêm các người đã chia rẽ cùng các dân tộc của xứ đặng theo luật pháp của đức Sê hô Giê-hô-va và vợ con trai con gái của họ tức các người có sự tri thức và sự trong thông sáng đều hiệp theo các anh em và các tước vị của mình mà thầy hứa đi theo luật pháp của đức chúa trời đã cậy mô xe tôi tới ngài ban cho và gìn giữ làm theo các điều răn của Đức Jehovah sì là Chúa chúng tôi cùng lệ luật và các phép tắc của Ngài. Chúng tôi hứa không gả các con gái chúng tôi cho dân tộc của xứ và chẳng cưới con gái chúng nó cho con ta chúng tôi. Lại hứa rằng nếu trong ngày sa bát hay ngày thánh nào dân của xứ đem hoặc những hoa vật hoặc các thứ lương thực đặng bán cho thì chúng tôi sẽ chẳng mua và qua năm thứ bảy chúng tôi sẽ để cho đất hoang và chẳng đòi nợ nào hết. Chúng tôi cũng định lấy lễ buộc chúng tôi mỗi năm dân một phần ba suyết lơ dùng về các công việc của đền Đức Chúa Trời chúng tôi. Về bánh trần thiết, về của lễ trai thường dân, về của lễ thiêu hàng hiến, về của lễ dân trong ngày sa bát, trong ngày mồng một và trong các ngày lễ trọng thể. Lại dùng về các vật thánh về của lễ chuộc tội cho dân Israel và về các công việc làm trong đền của Đức Chúa Trời chúng tôi. Chúng tôi là những thầy tế lễ, người Lê Vi và dân sự khác bắt thăm về việc dân củi lửa đặng mỗi năm theo kỳ nhất định tùy nhà tổ phụ mình mà đem những củi đến đền của Đức Chúa Trời chúng tôi. Hầu cho đốt trên bàn thờ của giê va Đức Chúa Trời của chúng tôi y như đã chép trong luật pháp vậy. Chúng tôi cũng định mỗi năm đem vật đầu mùa của đất chúng tôi và các thứ trái đầu mùa của các cây chúng tôi đến đền của Đức Giê-hô-va. Lại chiếu theo luật pháp, đem luôn con đầu lòng trong vòng các con trai chúng tôi và con đầu lòng của súc vật chúng tôi, hoặc chiên hay bò, đến đền thờ Đức Chúa Trời chúng tôi mà giao cho những thầy tế lễ hầu việc trong đền của Đức Chúa Trời chúng tôi. Chúng tôi cũng hứa đem của đầu mùa về một nhồi của chúng tôi, về của lễ dơ lên, bông trái của các thứ cây, rượu mới và dầu mà giao cho những thầy tế lễ trong các kho tàng của đền Đức Chúa Trời chúng tôi. Còn một phần mười huê lợi đất của chúng tôi thì đem nộp cho người Lê Vi. Vì người Lê Vi thâu lấy một phần mười trong thổ sản của ruộng đất về các thành chúng tôi. Thầy tế lễ con cháu của A-rôn sẽ đi với người Lê Vi khi họ thâu lấy thuế một phần mười, rồi họ sẽ đem một phần mười của trong thuế một phần mười ấy đến đền của Đức Chúa Trời chúng tôi, để tại nơi phàm của kho tàng. Vì dân Israel và người Lê Vi sẽ đem các của lễ dơ lên bằng lúa mì, rượu và dầu mới vào trong những phòng ấy, là nơi có các khí dụng của đền thánh, những thầy tế lễ hầu việc, cải căn cửa và những người ca hát. Vậy, chúng tôi sẽ chẳng lìa bỏ đền của đức chúa trời chúng tôi đâu